Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh với tâm lý lo lắng đã đổ xô đi siêu thị tích trữ thực phẩm, khiến nhiều nơi quá tải, không còn thực hiện đủ 5K. Chiều ngày 7 tháng 7, người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại để mua thực phẩm thiết yếu. Trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, hai siêu thị lớn là Co-op-mart Trường Chinh và Bixi Trường Chinh xảy ra tình trạng đông đúc. Nhiều mặt hàng bày bán ở đây như thực phẩm, thịt, rau đều vơi. Thậm chí, tại siêu thị Bixi, dù mới 15 giờ chiều nhưng đã có cả 100 khách xếp hàng dài để chờ thanh toán. Nhiều người chờ 2 tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt. Do số lượng quá đông đã xảy ra tình trạng không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại siêu thị CityMart trên đường Cao Thắng, quận 3, mặc dù mới đầu giờ chiều nhưng nhiều mặt hàng tươi sống như thịt cá, trứng và rau xanh đã hết sạch. Theo nhân viên siêu thị, người dân đến đây đông từ sáng, nhưng do siêu thị chỉ cho vào từng đợt từ 15 đến 20 người nên không có tình trạng ùn ứ hay xếp hàng kéo dài. Những người đến sau có thể ngồi chờ xếp hàng bên ngoài theo đúng giãn cách. Trước đó, từ 8 giờ sáng ngày 7 tháng 7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp. Như vậy, đến nay, cả 3 chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh cung cấp khoảng 70% lượng hàng hóa tiêu dùng đều phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã chủ động các phương án tăng cường nguồn cung từ các hệ thống phân phối hiện đại và doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường để bổ sung nguồn hàng hóa tạm thời bị giảm do 3 chợ đầu mối tạm ngừng hoạt động. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kích hoạt nhiều phương án không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Trong đó, phối hợp với các hệ thống phân phối lớn, các doanh nghiệp bình ổn thị trường chủ lực tổ chức điểm bán hỗ trợ cho những địa bàn có các điểm bán phải tạm ngừng hoạt động. Đồng thời, phối hợp Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa để người dân yên tâm phòng chống dịch.